Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc lồng khuyên đục ngũ nhi kéo xe tiền. Và kích thước của lồng này là size 22 và cao 25, đây là kích thước trung bình cho lồng khuyên. Và khi các bạn sở hữu sản phẩm này, các bạn sẽ được tặng thêm một bộ móc đồng, một bộ nậm tre, cầu triện, cầu cong và một bộ cóng đầy đủ cho lồng. Và cái sản phẩm này được triện từ phần gánh, phần tang và phần chân đều triện. Tất cả các cái thẻ cửa cũng như các phần đỡ cầu, đỡ cóng đều được triện tích ngũ nhi, khá là đẹp mắt. Và để lựa chọn cho sản phẩm này thì các bạn có thể liên hệ với số điện thoại 0964278585 hoặc 0984217365, hoặc truy cập vào website siêu thị longchim.net của chúng tôi để đặt hàng, cũng như lựa chọn những cái mẫu lồng khác mà các bạn quan tâm. Đấy, các bạn nhìn rõ hơn cái phần chân đục rất là đẹp mắt rồi. Đấy, và cái phần đáy cũng được đục. Nếu các bạn yêu thích sản phẩm này thì hãy nhanh tay đặt liên hệ đặt hàng hoặc comment để lại số điện thoại cũng như địa chỉ bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ và giao hàng cho các bạn trong thời gian nhanh nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video này.